Mới đây, Chu Thanh Huyền, bạn gái tin đồn của cầu thủ Quang Hải, khiến nhiều người ngỡ ngàng khi chia sẻ câu chuyện cô và gia đình đang bị đe dọa mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thông tin Chu Thanh Huyền, bạn gái Quang Hải bị kẻ xấu dọa tạt axit đang khiến dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao. Cô nàng cho biết mình và gia đình nhận được những tin nhắn, cuộc gọi với lời dọa dẫm như hành hung, tạt axit bố mẹ Huyền, mạo danh cô để đi lừa đảo và đăng ảnh nhạy cảm. Trước vụ việc này, ngoài những chia sẻ động viên đến bạn gái Quang Hải, nhiều người không khỏi tò mò thêm về cô nàng. Bởi lẽ sau những mối tình ồn ào và scandal làm chấn động cõi mạng, Quang Hải ngày càng kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Mối tình với Chu Thanh Huyền cũng chưa chính thức công khai. Trước khi lộ hình hẹn hò với Quang Hải và được gọi là bạn gái tin đồn của nam cầu thủ suốt thời gian qua, thì cái tên Chu Thanh Huyền vốn đã được nhiều người chú ý sẵn trên mạng xã hội. Cô nàng sinh năm 1994 này sở hữu gương mặt xinh như búp bê, làn da trắng xứ cùng hình thể ba vòng cực chuẩn. Bởi thế, không lạ gì khi Chu Thanh Huyền cũng nhanh chóng được liệt kê vào danh sách các hot girl có hàng chục nghìn lượt theo dõi dù không phải người trong showbiz. Khoảng đầu tháng 4 năm 2021, dân tình bắt đầu soi ra được nhiều chi tiết trùng hợp, đặt nghi vấn cô chính là bạn gái mới của Nguyễn Quang Hải sau thời gian dài anh chia tay tình cũ Huỳnh Anh. Điển hình như việc cả hai đội mũ đôi, check-in tại cùng một địa điểm đánh gôn. Cũng từ đây, dù không ai chính thức lên tiếng xác nhận hay công khai, nhưng nhất cử nhất động của Chu Thanh Huyền đều trở thành chủ đề quan tâm, bàn tán của dân mạng. Ai cũng dành lời khen cho tình tin đồn của chân sút sinh năm 1997. Bởi tuy lớn tuổi hơn bạn trai, nhưng hot girl lại sở hữu nhan sắc vô cùng trẻ trung. Trên trang cá nhân của mình, Chu Thanh Huyền thường xuyên chia sẻ ảnh chăm chỉ tập luyện thể thao, không chỉ thích xem bóng đá mà còn thử sức ở những bộ môn nặng đô hơn như kickboxing, gym, yoga. Đây cũng là lý do giúp cô nàng duy trì được vóc dáng bốc lửa, thường xuyên tự tin diện những bộ bikini đốt mắt người xem. Ngoài ra, nghề nghiệp chính của Chu Thanh Huyền chính là kinh doanh. Cô sở hữu xe ô tô riêng, sống trong một căn hộ hạng sang và thường xuyên đăng ảnh check-in khắp mọi nơi. Đến tháng 9 năm 2021, mạng xã hội lại được fan xôn xao trước thông tin Quang Hải âm thầm đánh dấu chủ quyền bằng việc về ra mắt gia đình nhà bạn gái. Cụ thể, cô em họ của Chu Thanh Huyền đã đăng tải một bức ảnh khoe cảnh đang ăn uống tại nhà, trong đó có sự xuất hiện của cả nam cầu thủ. Dù tình mới của anh chàng không đồng thời xuất hiện trong khung hình, nhưng tín hiệu này càng làm người hâm mộ có thêm niềm tin rằng cả hai đang bí mật hẹn hò. Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng lại mang đến cho hot girl một số rắc rối. Ngày 14 tháng 12 năm 2021, Chu Thanh Huyền bất ngờ đăng bài cầu cứu. Bạn gái tin đồn của Quang Hải cho biết cô bị một số người lạ gửi tin nhắn, cuộc gọi dọa dẫm sẽ bôi nhọ danh dự, thậm chí còn liên lụy đến cả bố mẹ. Hiện người đẹp sinh năm 1994 đã lên gặp cơ quan chức năng để trình báo và nhờ làm rõ mọi việc. Với những chia sẻ đôi nét về đời tư của Chu Thanh Huyền vừa rồi, hy vọng các bạn đã biết Chu Thanh Huyền là ai và có thêm thông tin hữu ích về bạn gái tin đồn của Quang Hải.